trồng lúa. Ôi, xin chào đầu dân ngủ. Gì vậy? Sao lâu tôi này? Đến đâu vậy? Đi yêu cha mày làm gì đó, chưa làm gì hết mà vào đến đây để muốn đưa cho mày một cái thử thách đồ mới siêu hay siêu hấp dẫn luôn. Bọn thế vậy đồ nè, mày đứng đây mày đi nữa, tôi đòi đi ra nào cho em đi đi tìm mày được khác rồi. Lần nó Hello, I do Dubai. Ai vậy? Ông mày nhìn thấy ghê hả? Alex, mày đây này, Daniel, anh đi như mày. Ông có đang chơi vậy? Đương nhiên, ta thấy lần trước một bụi mày sợ cái đồ kỳ quá. Đêm nay đập đem một cái đồ mới qua cho tụi mày trải nghiệm vui lắm nè. Trời ơi, đó là nhiệm vụ của biết nuôi. Bây giờ ta cho ai nuôi vào đó của ta đây. Hỡi trời. À còn rồi, em hết đến đây xong rồi. Bây giờ đi tìm thằng đi em thôi. Let's go. Ôi, hôm nay đúng là một ngày cực kỳ mệt mỏi mà. Đi chơi thôi. Rồi. Xích mẹ gì nữa đây? Hello, ý à. Hey, ta mới làm được một cái đồ mới hay lắm. Hay là mày vào tham gia đi. Thôi, lần trước tôi đã tham gia rồi. Không hiểu sao ông mời cả đám trong làng của tôi. Ông bắt tụi nó đi được như vậy luôn á. Trời ơi, cái đó một thử thách của tôi thôi mà. Nhưng mà cậu sắp tới có gì thử thách lắm. Nhưng mà cái này nó rất là vui. Nó toàn là một phiên bản đo mới hấp dẫn lắm. Hấp dẫn lắm mà thôi, tôi cũng không tham gia đâu. Ôi, nuôi mà không tham gia thì chắc là cùng giùm mây thằng tàu hổ lại con đua rất để tua sạch chết trong trò chơi đó quá. Cả vậy, đừng nói với tôi là ông đã bắt bọn họ nha. Chứ còn cái gì nữa. Trời ơi, chết thiệt chứ. Các bạn ơi, cửa này nó đã bắt những người bạn của mình vô đo rồi. Mình cũng phải tham gia thôi. Được rồi, muốn tham gia thì tham gia thôi. Ôi, ủa sao tụi mình bị đưa vô đây với đo gì ngộ vậy nè. Ủa, đồ gì đây? Bang. Thề luôn á cái ông nội, ông kia, ông cứ dụ dỗ tụi mình vô mấy cái đó này hoài. Trời ơi, hôm nay là có thêm con dao ua này nữa. Sao mà dao ua bị cao vậy? Mày cao vậy? Cao hả? Trời ơi, ăn vô phát triển đó mọi người, hơi bị cao. Mặc bộ đồ, coi nó mặc bộ đồ rồi. Chứ không mặc chứ không mà. Biết mấy đứa nào mặc đồ nhẹ lắm mày ơi. Ê mình không có tiền, không mua rồi đó. Ủa nhưng mà mấy cái này để làm gì nè, còn mua được mấy cái này luôn á trời. Kiểu như là block. Ê, chìa khóa rồi tụi bay ơi, tao có rồi. Ủa sao tao có cái con chuột ở giữa màn hình vậy? Rồi được rồi, thôi đi luôn đi, cậy con chuột đi. Tao lắp mít đèn pin tùm lum nha. Ơi, nhưng mà cái thử thách của ổng, ổng đưa tụi mình là kêu tụi mình là thắng trò chơi đo này nha mọi người. Lại chiến thắng chứ hả? Sao cái đo nó cứ lạ sao ấy nha? Sao tụi mình có cái con gì nó mới nhảy vô mặt tao luôn nè, mà cái con nó dễ thương lắm, con nhỏ đó mày. Con Timothy á hả? Đúng rồi, Timothy á, mà nó dễ thương lắm. Thôi vậy là bây giờ ổng không cho mình chơi kiểu kinh dị đáng sợ nữa, giờ ổng cho mình chơi kiểu cute dễ thương hả? Ai tao vừa mới có con sờ két nó xuất hiện mà nó cũng dễ thương lắm mày. Thôi, tao được 4 đồng tiền rồi, nhiều chưa? Nhiều. Ê, có rồi cái đó. Tiếng gì bên đây nè? Tiếng gì vậy? Biết nữa nè, nghe cái tiếng gì nè, qua phòng này đi. Tiếng gì vậy? Biết chưa? Đi chứ. Ui. Gì vậy? Mở điện. Mở điện á. Điện. Wow. Ủa là sao? Mở lên. Có cái điện gì ngộ vậy bay? Ôi. Gì vậy? Sao ngủ nó đi rồi? báo nữa. Ủa giờ sao mới mở đây? Trời ơi, vô tao giật điện nó giết tao luôn rồi. Trời ơi, cái đo này tao chết, tao chết bất tử luôn rồi. Kìa, nó có cái dòng. Ui, chớp kìa, chớp điện kìa. Ôi, núp. Thấy gì tới á? Ui. Rồi. Ôi, con rết dễ thương lắm mày ơi, con rết dễ thương lắm. À, cái này là đo nhưng mà phiên bản cu te. Hại não đi chứ. Ôi, con ơi, có gì kìa? Ôi. Sket. Ê, cái gì vậy? Sao tao chui vô tủ vậy? Ủa sao có con sket ngộ vậy? Ôi, nữa kìa. Mở người một tủ đi. Cẩn thận nha, nó nguy hiểm lắm đó. Tới rồi. Gì rồi luôn. Ôi, chúng ta lại bắt đầu trở lại nữa rồi. Hình như ngày hôm nay ông muốn tụi mình khám phá cái này thiệt sự luôn á tụi bay ơi. Bắt cái này là cái gì? Phải phá đảo được rồi ông mới cho thoát ra. Thiệt tình luôn á. Mình phá đảo lẹ cái này luôn các bạn ơi. Để cho mình làm cái gì khác nữa các bạn. Trời ơi. Tao nghe tiếng điện. Nhưng mà tao bị giật điện chết, tao lại nghe tiếp rồi. Lại nghe tiếng điện nữa hả? Đúng rồi, nó lại tới rồi. Mà cái điện nó hoạt động sao tao cũng không biết luôn á. Nhưng mà tao chắc chắn là đi vô là chết nha. Ủa sao tao đi nguyên vòng luôn? Ở đây nè. Rồi.
Rồi, đi rồi, lên. Ta cầm cái đèn á. Ủa, chuẩn bị nghe cái tiếng điện rồi các bạn ơi. Cái tiếng điện là hồi nãy thằng Tàu Hủ nó... Ủa, chưa có. Không, cái bên á, không, cái bên á. Ủa, cái này hoạt động sao ta? Rồi, nè, điện nè. Ta nghĩ là tắt cái này nè. Rồi. Mở cái này à. Anh Tàu Hủ bị hướng đi, anh Tàu Hủ. Xong rồi, đi. À, vậy tao hiểu rồi. Trời ơi, dăm ba cái đo mà, cô bắp, cô mía, có chìa khóa luôn rồi. Trời ơi, tôi thiệt là biết rồi các bạn ơi. Thì kéo tao lên nghe nha mấy. Ui, mình có thể giúp Jimmy làm cái con sket được luôn á mọi người. Ui, sket nữa kìa. Sket nhưng mà phiên bản. Ôi. Phòng số 8. Ủa, con máu mình nhiêu ta? Cô cũng không biết máu tôi nhiêu luôn các bạn ơi. Thôi kệ đi. Cái đo nhưng mà phiên bản cute này. Ui. Chớp kìa. Tụi nha, nó tới. Em vô trước rồi. Vô luôn. Rồi, nó qua nè. Con đo này nó khó hiểu lắm các bạn ơi. Mình phải vô trước đi cho nó an toàn các bạn à. Nó nhanh lắm, đi nhanh lắm. Ê, con sờ két nữa kìa, nhìn xung quanh. Nghe chữ con sờ két đó nha. Vitamin. Dạ. Nghe tiếng ai cắn cắn cạp cạp gì vậy? Em bị cắn kìa. Em bị mất máu rồi, nào cắn em á. Trời, con sờ két. Ê, có chìa khóa rồi. Đi nào mọi người. Mở cửa cho, mở cửa cho. To mà như là phiên. Một cái tủ ở đây kìa, hai cái tủ luôn rồi. Một cái tủ. Vô đây. Trời, tôi xong rồi. Ui, ra được chưa mọi người, ra được chưa? Chưa ra. Ui. Ủa sao này con này nó chạy tới bất hình lình nó vậy bạn, ngộ vậy? Tới bất hình lình, tao không biết canh tham binh sao tao chết luôn rồi. Tao cũng vậy, tao còn sống. Ui, rồi, ủa sao nào nó vậy? Còn em. Nó chết rồi. Ủa đâu, Jimmy chết rồi. Ủa chừng nào nó hết vậy? Jimmy chết rồi. Ủa sao nó cứ đi qua đi lại vậy? Trời ơi, cái đo này bất ổn quá. Còn anh em thôi. Dâu ơi, chúng ta đi tiếp thôi nào. Chơi vậy? Ôi trời, Jimmy xuất hiện đâu vậy mà nội vậy không? Ôi 14 rồi mà trời, bây giờ mới 14 chừng nào xong đi. Ông con bị đối xử rồi. Ui. Ê, con gì kìa? Con skate kìa. Mọi người ở đâu vậy? Đang kiếm chìa khóa này. Đây, sau lưng. Ai mở cửa nè. Everybody here. Ủa cửa nằm đâu vậy? Không thấy được. Trời ơi. Bà thấy chưa? Chiếu miếng đèn cho chị Jimmy Minh ha. Chiếu cho tôi cái đèn đi, con gì nó cắn tôi. Đâu rồi, bà chạy đâu rồi? Sau lưng có con kìa. Trời, con này nó không biết con skate luôn á ba. 17 thôi. Trời ơi, con vậy thôi á mà tụi bay làm thấy ghê quá. Ôi, bình thuốc kìa chứ mấy. Để tôi lấy hồi máu một cái. Để tôi, vấn đề này như cái đồ yếu mà. 18 nè. Đâu, uống cái đó chạy nhanh chứ không có hồi máu. 18 nè, 19 nè. Ủa, mình gặp con đó mình phải nhìn nó ha mọi người. Đúng rồi. Em phải bấm vô nó. Jimmy, sờ két kìa Jimmy. À, tôi có chìa khóa nè. Tôi có rồi, để tôi cho. Lại la. 24 đúng không? 25. 25, có chừng bị lừa. Trời ơi, sao mà chết được. 29, ôi, đưa đi đúng dễ luôn á mấy bạn. Đúng là đo phiên bản cute cho con nít á mà. Trời chết. Mình đi siêu lẹ luôn nè bạn. Mấy bạn thấy không? Mình đi siêu lẹ luôn đó. Sao điên giọng cái gì vậy? Tôi đang tìm ma, tôi thấy rồi. Trời, ok, quần này luôn. Right. Lên. Mở chìa khóa đâu đây? Trời, xong rồi nè. Phòng tối. 31 luôn nè Jimmy. Rồi, 32 luôn, rất rẻ luôn mấy bạn ơi. 30 heo. Được. Đi, nhanh lên. Trời ơi, tôi làm rất rẻ lắm. 34. Ủa, 33 rồi, 34, nghe tiếng điện rồi nha mấy bạn ơi. Rồi, mới vô là mình tắt cái điện này trước nè. Rồi, xong. Mở cửa. Trời ơi, quá đơn giản. Ôi. Ủa? Rồi. Rồi, dí, chạy. Trời ơi, dí, chạy. Rồi, con xích nó dí mình cái tiếng rồi các bạn ơi. Cái tiếng nghe cute dã man luôn. Tèo, 39. Giờ nào mình xong vậy? Nó xà đó đúng không? Ôi, 40, 41 rồi ngồi các bạn ơi. Ủa, nó đâu? 42. Hết giấy luôn rồi. Trời ơi, gì đơn giản. Ôi, con ai. Đừng nhìn. Quay xe, nhìn xuống đất. Ôi, con gì đây vậy? Trời, chết. Ôi, con gì đang dí mày kìa, con rớt nha. Rồi, lại một người nữa ra đi. Ây da, từng hút máu vậy. 46 chưa. Còn nước là con tác bạn ơi. Cappuccino. Ủa, cái cần nghe đâu? Ủa, đâu rồi nha. Xa lưng. Bên phải. Kìa. Đâu? Ở đây. Rồi, lên đây. Ủa, tôi mới gọn mà. Tôi còn 6. Ủa, 47 luôn. Cái ông kia, ông quả Jimmy hay gì á. Jimmy cứ được ổng bế lên lại. 48 luôn. Ú, máu rồi nè. Hồi máu tí. Tại vì tôi dễ thương đó, tôi vui tay đúng không mấy bạn? Đúng vậy. 48 rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ phá đảo cái đo này. Ôi. Tôi vô luôn đi, không sao đâu. Tôi sẵn luôn đi.
Đó, hồi nãy vô, đó, vô, hồi nãy vô ở lâu lắm đúng không? Nhưng mà vẫn còn sống đúng không? Đúng rồi, em nằm sống luôn, không bị mất luôn. Ui, cái gì sao con này cu te vậy? Ủa, tôi bị gì vậy? Không, rồi, bây giờ okay, kiểm sách. Anh biết tiệm đâu? Hoàng nó hả mọi người? Cu sách ở đâu? Anh nghe tiếng nó này mà không biết nó đâu vậy ta? Ở tới kìa, nó kìa. Ui, bên kia kìa, đó bên kia kìa. Ôi 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 ôi. À đi vòng vòng có chỗ nào có chữ E là mình chữ E vô các bạn ơi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Ôi giống đang dí với mình vậy. Đây đây nè, đây nè. Lụm 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 lụm. Thứ tư gì rồi? Thứ năm rồi. Tôi rồi nha ơi. Chạy đi. Trời ơi cái gì mà nhiều dữ vậy trời. Lên 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 lên. Hay lắm nha mày ơi. Dăm ba cái con này. Làm gì được tôi anh em. Trông nó tới lắm nha. Đây 10 quyển sách. Đủ chưa? Như hết đó, bây giờ mình đi xuống mình gạt cái người gạt kia hay sao ấy. Trời cái đo này nó khám phá mà nó lạ quá các bạn ơi. Tôi không biết được nữa. Ừ nó cu teo quá. Đúng rồi nè, đúng rồi nè, đúng rồi nè, mở ra kìa. Ok. Ủa mua đồ được nè. Trời ơi nhìn cái ông skeleton kìa. Ôi ông nhìn nhìn ông skeleton nè các bạn ơi. Ù là trời đi chứ. Ôi kệ. Có một cái căn phòng gì đối diện kìa ha. Ôi nhưng mà ui có thánh giá luôn nè. Mua à? Mua robot. Không mua đâu. Ê, có cái chìa khóa để mở cái cửa đối diện kìa ha, sau lưng mày á. Đó. Nào mình phải mua chìa khóa là một cái chìa khóa này hả? 1000 lượng nè. Tại vì mình có tiền mà mua được mắc quá vậy. Sao mấy cái đồ này mắc không à? Đồ mấy ông này xịn á nên mắc á. Ôi đi vô giùm mày ơi. Đi 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 đi. Ủa 50. Ừ đúng rồi, xuống mở cửa kìa. Ủa cái này vô bạn ơi, đi cho nó lẹ lẹ. Rồi có rồi nha, lên lên lên. Ôi, không thấy đường lên luôn. 52 zoom đi vô. 53. 54. 56. 54 mày. Tầm bậy tầm bạ. 55 nè, mở cửa cái nhẹ nè. Mở cửa đi. Ê, mình có thể coi được cái đo của mình bên phải luôn kìa. Tao đang đứng đầu bảng xếp hạng với lại 130 đo. Vậy hả? Đúng vậy. Ồ 57, 56 bạn ơi. 57 luôn các bạn ơi. Ui 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 ui. Rồi, em ơi. Kiếm tụ. Ambot đi, Ambot đi. Chui vô trước luôn đi. Nguy hiểm. Con gì vậy, con gì vậy? Trời, Ambot nha, cứ trốn trong đó, cứ trốn trong đó, cứ trốn trong đó. Úi giời. Đó, thấy chưa? Mình là bị dụ liền. Đó. Đó. Mày đó. Ây da, tỉnh táo quá đó. Tỉnh táo chứ, tỉnh táo chứ. Đây nè, hình như hết rồi nè, hay sao nè. Hết chưa ta? Cái đo bớt cái quay này mình không biết được là chừng nào nó hết, chừng nào nó còn luôn á bạn ơi. Thì mày rồi. Ủa nhưng mà tôi không thấy đường, ông đi lại phòng 57 giúp tôi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây. Ủa Jimmy đâu muốn ở dưới đây vậy? Wow, có gì đây? 59 luôn các bạn ơi. Mày đâu? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta kiếm cái kia đây, kiếm cái. Ủa, đâu ta? Không có. Chỗ tôi nó không có đó. Rồi, uống cái thuốc vô cho nó lẹ lẹ bạn ơi, chạy cho nó nhanh. Thấy rồi Jimmy ơi, lên 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 lên. Ê bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Tiếp tục hành trình, tiếp tục rồi mở nữa trời. Ôi trời ơi, đâu rồi? Chìa khóa nè. Đây nè, trời cái nút kế bên luôn kìa. Đo 63 rồi, quá là dễ. 64 luôn, 65 luôn. Ôi ơi. Rồi, tôi vô tủ trước, tôi vô tủ trước. Cái này dễ cái không cần phải chui ra chui vô tủ á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, con rớt nha, vậy anh bớt đâu? Bớt thôi Jim ơi, vô tủ trốn tiếp đi. Đây 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 đây. 67, 67 đừng 68. Giờ mới 68 nè các bạn. Đi tìm cái cần gạt nữa thôi. Hay rồi có luôn rồi Jim ơi. Lên luôn, lên luôn. 70 đâu, 70 đâu, đâm thẳng luôn. Qua qua qua. Rồi, rồi, rồi. 71. Ủa bình thuốc nè, lượm chìa khóa chưa? Bây giờ đau. Con nào nó cắn. 70 heo. Hợp lý. Ô xuống đường dưới nè Jim ơi. Cái này á là mình chưa chơi cái đo này bao giờ á nên gì đó đi cũng khá là thú vị nha. Sao lưng heo. Giờ nó cắn tao luôn rồi. Không sao, người bro mà chấp nó miếng máu. Đi tiếp luôn Jim ơi. 76 nào, 76 nào. Mở 78, 79 cái ba luôn. Phải có con ai hay sao nha, nhìn xuống đất nha. Ừ. Cũng phải điện hết hồn. Rồi đi tiếp nào, đi tiếp nào. Ủa? Ủa nhanh chìa khóa, vậy? Chìa khóa. Gì vậy? Bà đâu? Em được chìa khóa hả? Ủa bà đâu? Em đi tìm. Gì vậy bà nào? Đi qua phòng tiếp theo 80 rồi nè. Tu dữ dữ. Ôi, chạy. Trời ơi, chạy cái tiếng nhạc cu te dữ. Bên đây. Ở mày bên phải. 83 thẳng. 84, trời ơi, nghe cái tiếng thẳng. Dễ thương dữ á bạn ơi. Trời ơi, đúng rồi. Xa lắm mọi người ơi. 86, trời nó còn xa lắm hả, ghê vậy. Không thấy bóng nó đâu luôn. Ủa, Jimmy chạy lẹ vậy.
Xong rồi. Hả, 18. Có mười mấy cửa. Trời ơi, nó dễ gì đâu, dễ như ăn cháo mà. Đi lẹ lên, đừng có lút đồ, đi lẹ luôn đi. 92 luôn, đi tiếp luôn. 93. Ui, giỏi tủ đâu? Đây, thấy rồi, tôi vô luôn. Tủ đâu mà nấp, trời ơi. Tôi tìm được rồi, Con gì đây, Rớt. Rớt hả? Rớt rồi, mình được. Đi tiếp. 94 các bạn ơi. 95 các bạn ơi. 96 luôn. À, đồ dễ vậy trời. 97 luôn. Từ phòng 90 trở đi nó vẫn như bình thường. 90. Úi, tủ. Chui vô trước luôn anh em. Ok, quá là phê, không có chỗ gì để mà chơi. Úi giời. Rớt. Đi tiếp vô mày. Đây vô mày. 100. Ủa. Chính là giống 100 nè. Ủa. 100 nè, Dâm ơi. Gì vậy? Gì vậy? Ui. Gì đây? Gì đây? Oh my god. Cái đầu bất ổn. Cái tiếng cười trời, cái tiếng cười đó là. Ui ơi. Hết cu te rồi nha, Kinh dị rồi nha. Ủa gì đây là sao? Con phít gờ màu xanh mắc cười hết ghê. Ủa giờ mình làm gì? Chắc đi tìm mấy cầu chì đó Dâm ơi. Đi theo ông thôi, tôi không dám đi mình đâu, tôi sợ. Ok, đi theo tôi đi. Tôi cũng biết chúng ta đi đâu nữa. Hướng này. Ủa này không có gì hết. Đi. Ủa này. Đi đây. Xanh đỏ là sao? Ba xanh, hai đỏ chắc là mật khẩu, mật mã gì đó là mở khóa thôi. Xanh đỏ là sao? Có đời hẹo xanh đỏ là gì đây mấy bạn? Nó kìa đi Dâm ơi, Dâm. Đi. Kìa có cái gì kìa. Ui nó kìa, đừng đi nữa. Ui nãy tôi thấy cái con gì mà xanh lá ta. Được cái gì số 5 nè. 5 nè. Ôi cái con biết giờ khác nữa vậy. Dùm rồi. Dùm chạy rồi. Rồi xong. Trốn trong cái gì đi, kiếm chỗ nào trốn vô đi. Đang tìm thêm đồ đây. Chạy số 3 là sao? Ôi ôi. Không có số luôn rồi các bạn ơi. Trời Dâm ơi, có con figure bị kẹt nè. Cái gì đâu mà hại não quá anh em ơi. Nó kìa, nó đang ở chỗ tôi. Trái nha, có gì kìa. Đây kiếm. Đây, 3, 4, 1 gì á. Ui, từ này luôn. Đâu quế ba mé ơi. Đi vòng thôi. Có duyên sẽ gặp lại. Tôi cứ đi vòng tôi tiếp. Sẽ được gặp lại ha. Tôi cứ đi vòng tôi kiếm đồ thôi. Gặp lại tao với là vô. Ôi thôi không. Ok, đây là ba xanh hai đỏ đây nè, chỗ này nè. Ừ. Mà sao? Đặt mấy cục mà mày lượm được á. Ba này hả? Đúng rồi. Được đâu? Nhưng mà phải lấy cái năng lượng từ đây, lấy năng lượng từ. Ủa. À, Jimmy còn giữ một cục đúng không? Jimmy qua chỗ tôi nạp vô là xong nè. Nạp vô đây là xong. Nạp vô đây. Rồi từ. Tôi sợ đi vô dữ trời. Cái gì xanh đỏ đúng không? Bây giờ sao xanh đỏ? Kẹt á. Dạ nãy ông là đỏ xanh. Một cái nè, xanh nè. Rồi xong. Wow. Cửa đã mở, open the door. Nơi chúng ta thấy. Oh no. Ủa gì vậy? Này đến bất ngờ khác luôn rồi. Rồi luôn. Tới công chuyện. Chưa vô. Chưa đủ. Rồi, Dâm ơi đây rồi. Mày đi chưa? Rồi, một người đã ra đi. Nó đi chưa? Ủa, giờ đi làm gì? Rồi. Ra nha. Tìm được Thái thôi. Đi Dâm ơi. Ủa, nhạc dồn nhạc gì? Làm gai cứng vậy. Ui, what? Đi này, Dâm ơi. Trời ơi, là trời sợ quá mẹ ơi, ba ơi. Trời heo gì vậy? Cứu ông với. Trời, đứng này. Ok, cái đường thoát hình như bên phải. Đây nè, thấy không? Ờ, đúng rồi. Yeah! Exit, đi ơi. Yeah! You got square. Yeah, ra được rồi. Tôi thành công rồi. Ôi, ai da. Trời ơi, nhờ tao với Jimmy phá đảo rồi nên tụi mình được ra rồi nè. Trời ơi, thôi thì cứ ngồi đâu đi về. Trời ơi, nhưng mà cái đo lần này chơi cũng vui ha. À, không vui, bye. Trời ơi, đo gì đâu, cu te, nhìn đúng vui, hài hước thiệt luôn mà trời. Đúng không các bạn?